Phẩm thứ bảy, lợi ích cho cả kẻ còn người mất. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phủ, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. Nếu được gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho, vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ khuyến khích, làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần nhiều đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sinh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ, hoặc treo phan lọng, hoặc thắp đèn dầu, hoặc truyền đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật, cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lượng quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa trốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng thụ sự vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Vì lẽ đó nên này còn đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân vân vân mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần cầu xin vọng lượng. Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho thâm trọng hơn thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc hiện tại sanh đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện chậm sanh vào chốn tốt lành. Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, hàng quyến thuộc nữa nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh cõi Diêm Phủ Đề ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương, chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phủ Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc, kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả. Như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ, thì tất cả thánh sự trong 7 phần công đức, người chết được 1 phần, còn 6 phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Vì thế cho nên các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải đọa vào các ác đạo. Người chết đó khi chưa được thọ sanh,
ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong 100.000 năm, không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong, cũng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ nước, thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong 7 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phủ, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường trí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Nói lời này xong, tại cung Đao Lợi có ngàn muôn ước na do tha quỷ thần của cõi Diêm Phủ Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Phẩm thứ 8. Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La đồng lên cùng trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật, đó là quỷ vương Ác Độc, quỷ vương Đa Ác, quỷ vương Đại Tranh, quỷ vương Bạch Hổ, quỷ vương Huyết Hổ, quỷ vương Xích Hổ, quỷ vương Tán Ương, quỷ vương Phi Thân, quỷ vương Điển Quang, quỷ vương Lang Nha, quỷ vương Thiên Nhãn, quỷ vương Đạm Thú, quỷ vương Phụ Thạch, quỷ vương Chủ Hao, quỷ vương Chủ Họa, quỷ vương Chủ Thực, quỷ vương Chủ Tài, quỷ vương Chủ Xúc, quỷ vương Chủ Cẩm, quỷ vương Chủ Thú, quỷ vương Chủ Mị, quỷ vương Chủ Sản, quỷ vương Chủ Mạng, quỷ vương Chủ Tật, quỷ vương Chủ Hiểm, quỷ vương Tam Mục, quỷ vương Tứ Mục, quỷ vương Ngũ Mục, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phủ Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Các vị quỷ vương đó, cùng với thiên tử Diêm La, nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng đồng lên đến cung trời Đao Lợi và đứng qua một phía. Bấy giờ thiên tử Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị quỷ vương, nhờ nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Này con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn tử bi tuyên thuyết. Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Bấy giờ thiên tử Diêm La chiêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn Bồ Tát Địa Tạng, rồi bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong 6 đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng tử mệt nhọc. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghị như thế, nhưng chư chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghị như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề tánh tình cang cường, khó điều khó phục. Đại Bồ Tát đây trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật, khéo ngăn trừ thứ độc đó cho đến quỷ dạ xoa cùng các loại ác độc vân vân, chợt gặp người mê muội kia đang muốn đi vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng, ô hay ông kia, vì cớ gì mà vào con đường này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng? Người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm, liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức kia nắm tay dìu dắt dẫn ra khỏi đường hiểm, tránh khỏi các sự ác độc,
và đến con đường tốt lành, làm cho được an lạc, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra được, lại còn bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau vị tri thức lại căn dặn thêm: Nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc trai hoặc gái, thì hãy bảo với họ rằng con đường đó có nhiều sự ác độc, vào đó có thể mất cả tánh mạng. Ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó rõ biết sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa. Nhưng người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy, còn tự nói rằng: Tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Như có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Nếu các nghiệp nặng nề thì họ phải ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Bấy giờ quỷ vương ác độc chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ vương chúng con số đông vô lượng, ở cõi Diêm Phủ Đề hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới, làm ác nhiều, làm thiện ít. Đi qua sân nhà người ta hoặc thành phố xóm làng, trang trại, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông sợi tóc, cho đến trao một tràng phan, một bảo cái, và dâng chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc truyền đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở, chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất kỳ hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, hướng là để cho vào cửa. Đức Phật khen ngợi quỷ vương rằng: lành thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng bảo Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của con là chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phủ Đà, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phủ Đề lúc mới sanh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sanh chỉ nên làm thiện sự để thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỉ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn, hàng quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi thì nên cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát, đánh đàn, thổi sáo, vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Vì sao thế? Bởi vì lúc sanh nở khó khăn đó có vô số ác quỷ cùng vọng lượng tinh mị muốn tới ăn huyết tanh. Chính con sớm đã sai các thần linh của nhà cửa đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa, thế mà trái lại họ còn giết hại, tụ tập quyến thuộc. Vì lẽ này hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu, người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Lại ở cõi Diêm Phủ Đề, những người sắp mạng chung bất luận là thiện hay ác, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phủ Đề đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết, khiến cho lạc vào ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phủ Đề, lúc lâm chung thì thần thức, hôn ám mê muội không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác, và các ma quỷ ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn,
Tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác, thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế, như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ rút lại lời nguyện đó mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác, và các ma quỷ ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác, thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo quỷ vương chủ mạng rằng, ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế, như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ rút lại lời nguyện đó mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, làm cho lúc sanh lúc tử đều được an vui. Chỉ mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử đều tin theo lời con, thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, vị đại quỷ vương chủ về sanh mạng đây đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị đại quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh và lúc tử. Bậc đại sĩ này vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thật ra không phải quỷ, quá 170 kiếp sau, ông ấy sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, thế giới tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ vương đó thì không thể nghĩ bàn như thế, hàng trời người được độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, này còn vị chúng sanh đời sau mà diễn nói về sự lợi ích làm cho họ trong lúc sanh cùng lúc tử đều được những lợi ích lớn lao, cúi xin Đức Thế Tôn lắng nghe điều con nói. Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, này ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc ông nên nói ngay đi, ta sắp sửa vào Niết Bàn rồi. Ông hãy sớm hoàn tất lời nguyện đó thì ta cũng không còn phải lo nghĩ gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Bồ Tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà tạm thời sanh lòng cung kính thì liền được vượt thoát tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này sẽ được vô lượng vô biên phước báo, lại vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này và trong khoảnh khắc bằng khải móng tay liền phát tâm quy y, người đó sẽ vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thoáng qua lỗ tai, người đó sẽ được 1000 lần sanh trong lục dục thiên, huống chi là trí tâm xưng niệm. Lại không thể nói hết, không thể nói hết A Tăng kỳ kiếp, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà nhất niệm quy y, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà trí tâm chiêm lễ hoặc lại tán thán, người ấy nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong thời hiền kiếp sẽ làm vị Đại Phạm Vương được thọ thượng ký.
lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số kiếp nhiều như các sông Hằng, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ không bao giờ bị đọa vào ác đạo, mà thường ở trên cõi trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này bèn sanh lòng cung kính thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì người ấy sẽ được gặp chư Phật nhiều như các sông Hằng, quảng thuyết giáo pháp cho và tất thành đạo Bồ Đề. Lại về thuộc quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật và các đức Phật như thế không thể nói hết được. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng vị lai, hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo. Như có người nào sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật thì người đó sắp chết. Người sắp chết đó trừ năm tội vô gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. Năm tội vô gián kia dấu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ chúng sanh tự xưng tự niệm tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội. Phẩm thứ 10, nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí. Lúc đó Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí thì có nặng có nhẹ. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những việc này là như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Này, ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phủ Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Ở cõi Nam Diêm Phủ Đề có các quốc vương, hàng tể phụ, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, vân vân. Gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cả đến những kẻ gù lưng tàn phế, ngọng câm điếc, ngu si không mắt, những người không được vẹn toàn như thế, khi các đại quốc vương đó muốn bố thí, và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, tự tay bố thí cùng khắp, hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi, thì các quốc vương đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho chư Phật nhiều như số cát 100 sông Hằng. Vì cớ gì? Bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia, cho nên được quả báo phước lợi như thế. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn, thức uống. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật, bèn đích thân thu xếp sửa sang cúng dường bố thí, thì các quốc vương đó sẽ được trong 3 kiếp làm thân đế thích, thọ hưởng sự vui sướng thủ thắng vi diệu. Nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước hoặc cả kinh điển, hình tượng bị hủy hoại rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các quốc vương đó hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác
thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí để kết pháp duyên, thì các vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường được làm thân chuyển luân vương, còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường được làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cho đến những người đó thảy đều thành Phật đạo, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng bá la môn vân vân gặp những người già yếu, tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu bố thí cho, khiến cho họ được an vui, thì phước lợi đó không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo. Thậm chí trong 100.000 đời, tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng bà la môn vân vân có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ được vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật, huống gì là những quả báo thích phạm chuyển luân. Vì thế, này Địa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn, chừng bằng mảy lông sợi tóc, hạt cát hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo, thường ở cõi người cõi trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, như có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển đại thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại khen ngợi, chắp tay cung kính, nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm, như những người này trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, còn vị đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong 100.000 đời đều được hưởng sự vui sướng vì diệu tối thượng. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong 3 đời, cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cho nên, này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Phẩm thứ 11, Địa Thần Hộ Pháp. Lúc đó Kiền Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là những bậc đại thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn quảng độ chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây so với chư Bồ Tát thì thệ nguyện thâm trọng. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đà, như các ngài Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Di Lặc cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ lục đạo, nhưng nguyện của ngài, của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo trải đến kiếp số như số cát của 100.000 ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất đá che gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất, ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10?
Một là đất đai màu mỡ, hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi, ba là người đã mất được sanh thiên, bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ, năm là mọi mong cầu đều được toại ý, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nhân thánh. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Lại bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào, ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này, cùng hình tượng của Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiền Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc của báu từ đất mà có, đều nhờ nơi sức của ông cả. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn của các địa thần bình thường. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế? Ấy đều do triệp lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổn nguyện này, nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng được niết bàn yên vui, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Phẩm thứ 12, thấy nghe đều được lợi ích. Lúc đó, từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn, như là tia sáng tướng màu trắng, tia sáng tướng màu trắng lớn, tia sáng tướng tốt lành, tia sáng tướng tốt lành lớn, tia sáng tướng ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, tia sáng tướng màu tía, tia sáng tướng màu tía lớn, tia sáng tướng màu xanh, tia sáng tướng màu xanh lớn, tia sáng tướng màu xanh biếc, tia sáng tướng màu xanh biếc lớn, tia sáng tướng màu đỏ, tia sáng tướng màu đỏ lớn, tia sáng tướng màu lục, tia sáng tướng màu lục lớn, tia sáng tướng màu vàng y, tia sáng tướng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn, tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng cung điện, tia sáng cung điện lớn, tia sáng mây biển, tia sáng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những tiếng tia sáng như thế xong, lại nói ra tiếng vi diệu mà bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ, nhân cùng phi nhân, vân vân rằng: Hãy lắng nghe hôm nay ta, tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Maha Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát đây đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sanh mắc tội khổ. Bồ Tát ở trong ngàn vạn ước thế giới hóa hiện ra ngàn vạn ước thân, tất cả công đức cùng sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Còn được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắp miệng đồng lời ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng rằng: Dù cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai đều tuyên nói về công đức đó, vẫn chẳng thể nói hết được. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho Thiên Long Bát Bộ chiêm lễ được phước. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông có đại nhân duyên với thế giới ta bà, nếu hàng trời hoặc rồng hoặc kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo, nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục liền được gặp Phật thọ ký cho, này ông sẵn lòng đại từ bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ,
mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Ông hãy lắng nghe, này ta sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ, đứng lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng vĩnh viễn, không phải đọa vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thước hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báu chỗ anh lạc, mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong lục đạo lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, tài vật của báu, y phục vân vân của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, vật báu vân vân vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, người đó nếu do nghiệp báo mà phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ thêm lâu dài. Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và đọa vào đường ác, song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng phi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ,